đầm, hốt được 3 cua các bạn, miếng tôm. Bây giờ cần vào chơi, có hai tay à, để bắt ít lắm. Tôm
đầu tiên mình đưa tôm. Đó, con tôm này rồi nè. Tôm thì dễ lắm, bóc cái đầu ra, bóc đầu ra gạt trước, hấp, đút cái mỏ đâu, đút cái mỏ sâu rồi hấp nè, mình dẫn cái mỏ lên hấp cái được nè. Lọc, nhớ chữa đuôi lại nha. Đó, này bỏ đi, này gạch đó nha, này là gạch đó nha. Đó, lọc xong tôm rồi nè. Đó, cũng như ăn cua thôi, mình, đầu tiên mình le lửa mình liếm trước. Đó, liếm cho sạch mấy cái đất á, chứ thật chất là phân nữa, mình liếm cho nhà liếm cho nó sạch xong nha, mình dũng vô chén. Mình quất nhưng mà thấy con tôm mình nó đỏ hửng lên luôn á. Đó. Rồi nước biến nè. Nước bọt rồi chuẩn bị nó ra đó. Đó, mình le lửa ra mình liếm cái nè. Cho nó mặn không? Nếu mà chưa mặn á, mình quất nữa. Liếm thêm cái nữa. Rồi, cảm thấy nó được rồi đó. Hả ra đớp như đớp cá tra vậy, giống như cá tra mà chờ mấy người mình đi cầu á, ra bỏ nó à.